Người đàn ông cầm một con dao con, khắc chữ thập vào phần đầu của từng viên đạn, bởi vì thứ tiếp theo anh phải đối phó không phải là loài người, mà là ma cà rồng. Người đàn ông tên là Chris, là một giáo sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Dưới lớp áo khoác đen, ẩn chứa thân hình cơ bắp mạnh mẽ, anh đã từng là người có lực chiến cao nhất trong số loài người, là tuyển thủ vương bài đối phó với ma cà rồng, nhưng anh lại bị giáng thành dân thường, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự đau khổ do di chứng mang tới sau chiến đấu. Hóa ra, vào thế giới ngày trước, cuộc chiến giữa ma cà rồng và loài người chưa từng dừng lại. Ma cà rồng có thân hình mạnh mẽ, còn loài người có mặt trời. Hai bên đã luôn giằng co như vậy, không ai phục ai. Cho tới một ngày, một nhóm giáo sĩ tới từ giáo hội xuất hiện. Trên đầu bọn họ xăm hình chữ thập, tốc độ, sức mạnh, toàn bộ đều hơn hẳn ma cà rồng. Cuối cùng loài người đã giành được thắng lợi, nhưng sau khi thắng lợi, giáo hội lại bắt đầu kiêng dè giáo sĩ, không chỉ giáng bọn họ xuống làm dân thường, còn tiến hành tuyên truyền ác ý về bọn họ. Chris chỉ đi thang máy cũng bị hàng xóm ghét bỏ, nhưng vào lúc mở cửa, Chris đột nhiên phát hiện có người theo dõi mình. Cơ thể anh liền phát lực trong chớp mắt đã áp chế được kẻ theo dõi này. Người đàn ông chịu sự áp bức, vội vàng giải thích mình là một cảnh sát của thị trấn nhỏ phía xa. Gia đình người anh em của anh đã bị ma cà rồng công kích, con gái Lucy cũng không rõ tung tích. Nghe được tin này, Chris vội vàng đi tới giáo hội, cầu xin giáo hội hồi phục lại quyền hành động của mình. Nhưng thủ lĩnh giáo hội cổ hủ trực tiếp từ chối. Ông ta không tin rằng trên thế giới này còn có ma cà rồng, cũng không bằng lòng cho Chris có năng lực mạnh mẽ hồi phục lại thần chức. Lúc này, một ông già hiền từ đứng ra nói đỡ cho Chris, nhưng vẫn không có ích gì. Sau khi đi ra, ông già còn muốn khuyên nhủ Chris, nhưng ánh mắt Chris lúc này kiên định, nếu đến cả người thân của mình cũng không thể cứu được, thì còn bận tâm tới giáo hội làm gì nữa. Đột nhiên, một nhóm binh lính sau lưng đã xông vào. Chris đặt tay ra phía sau, nói với ông già, đây còn là thế giới mà tôi phấn đấu để có được không? Không. Sau khi nhận được câu trả lời, Chris giật vòng ra, gần như là đồng thời, anh xông tới binh lính phía sau. Tôi không ngờ là, đầu người lại rơi xuống đất trước cả viên bi thép. Tiếp đó, Chris trang bị đầy đủ vũ trang, leo lên chiếc mô tô yêu thích, trực tiếp tăng lên 250 cây số một giờ, bắt đầu đi tới thị trấn nhỏ. Gia đình ba người này đang cầu nguyện trước khi ăn, nhưng đột nhiên, đồ vật xung quanh bắt đầu rung lắc kịch liệt. Người đàn ông vội vàng đi tới cửa sổ. Bên ngoài lại là một nhóm ma cà rồng, mau nấp đi. Khi Chris đi tới, chỉ còn lại người đàn ông thoi thóp. Anh ta dùng hết chút sức lực cuối cùng nói với Chris, hãy giết hết bọn chúng. Chris gật đầu, sao anh có thể không hận, bởi vì thân là giáo sĩ, anh không thể dính dáng tới chuyện tình cảm. Cho nên anh mới để lại vợ và con gái cho người anh em tốt của mình chăm sóc. Cô bé bị bắt cóc đi, thực ra chính là cốt nhục của mình. Sau khi mai táng cho vợ và người anh em, anh liền xuất phát cùng cảnh sát. Dựa theo dấu chân, bọn họ đến được một địa chỉ cũ. Vừa vào cửa, nơi này lại không có cả bảo vệ, xung quanh còn nuôi gà. Đi tiếp vào bên trong, bọn họ đã nhìn thấy một vài người có đồng tử thu nhỏ. Những người này tự nguyện bị ma cà rồng lây nhiễm, trở thành bộ dạng không phải người cũng không phải quỷ. Còn nơi có ngụy quân thì sẽ có ma cà rồng. Bọn họ đã tìm được một căn cứ dưới lòng đất rồi đi vào trong. Nhưng điều bọn họ không biết là bên trong có càng nhiều ngụy quân hơn. Bọn họ liền phát động tiến công. Cảnh sát sợ hết hồn, vội vàng trốn ra bên ngoài. Lúc định nổ súng, Chris nhảy từ trên xuống. Những ngụy quân này không đáng để lãng phí đạn. Sau đó Chris vung dao lên, 3 giây đã giải quyết được ngụy quân xung quanh. Anh để lại tên cuối cùng để ép hỏi tung tích của cô gái. Nhưng tên ngụy quân này lại đắc ý chỉ lên trời. Hóa ra, mặt trời đã sắp xuống núi, không có sự hạn chế của mặt trời, các ma cà rồng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Quả nhiên, nói Tào Tháo liền tới. Một lũ ma cà rồng thật sự đã chui ra từ dưới tầng hầm. Đối mặt với lũ quái vật nhanh nhanh múa vuốt này, Chris không hề hoảng loạn. Anh lấy ra một quyển kinh thánh, đọc nhẩm một đoạn. Sau khi đọc xong, bàn tay anh rung lắc, cây thập giá trong sách liền bay lên trên không trung. Trong không trung, bọn chúng đã hóa thành những con dao sắc bén. Tiếp đó, trước thủ pháp của Chris, từng con dao được phi ra, trong chớp mắt đã kết thúc cuộc chiến đấu. Ngày hôm sau, hai người tiếp tục lên đường, bọn họ tới một dãy núi, nơi này đã từng là đại bản doanh của ma cà rồng. Chris cũng đã mất đi rất nhiều chiến hữu ở đây. Còn lúc Chris đang cẩn thận xem xét, anh lại gặp được một giáo sĩ khác, Priestess. Hai người đã từng là chiến hữu, còn Priestess thẳng thắn, mình được giáo hội cử tới, mục tiêu là bắt giữ Chris. Thế nhưng bản thân đã không tin tưởng giáo hội từ lâu, thế là hai người liền lập đội. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã phát hiện ra một con ma cà rồng khổng lồ. Đây là loại biến dị, là kẻ canh gác trong những con ma cà rồng. Thực lực mạnh mẽ khiến cho Chris công kích trượt rất nhiều lần. Vào lúc này, Chris chắp hai tay lại, nhắm mắt. Priestess lập tức hiểu ý, cô vứt hai hòn đá ra. Chris thì dẫm lên hai hòn đá này, nhảy tới không trung, cho kẻ canh gác một đòn mạnh. Sao huyệt vốn dĩ đã nên sụp đổ, sao lại xuất hiện kẻ canh gác chứ? Bọn họ tiếp tục quan sát, lại phát hiện nơi này đã được xây dựng lại. Những con ma cà rồng đã xuất phát tới đâu? Cho đến khi nhìn thấy một thị trấn nhỏ ở phía xa, trong lòng bọn họ đã có đáp án. Cùng lúc đó, một đoàn tàu chở đầy ma cà rồng dừng ở trạm của thị trấn. Cứ ập tới thị trấn nhỏ này, sẽ là tai họa đáng sợ nhất. Người đàn ông vung cánh tay, dường như thứ phía sau không phải là tai họa, mà là một lễ hội.
Nhưng đột nhiên, niềm hứng thú của anh ta đã bị ngắt quãng, quay đầu lại nhìn, là ba giáo sĩ, một người đàn ông chọc đầu trong đó vung dao phẩm trong tay, bừng bừng khí thế tiến công. Nhưng sau khi lại gần, người đàn ông liền tung ra một cú đấm, người đàn ông chọc đầu liền ngã xuống, chỉ một chiêu đã có thể giải quyết được giáo sĩ. Con ma cà rồng này lai lịch không hề tầm thường, hóa ra anh ta cũng là giáo sĩ. Sau một lần bất ngờ rơi vào xào huyệt, đã nhận được sự yêu mến của hoàng hậu ma cà rồng. Anh ta đã được uống loại máu tinh khiết nhất của hoàng hậu và trở thành bộ dạng như bây giờ. Còn sau khi trời sáng, ba người nhóm Brit đã đi tới hiện trường. Nơi này ngoài một đống hỗn độn ra, còn có ba giáo sĩ bị ghim trên cây thập giá. Brit quỳ xuống đất cầu nguyện, khoảnh khắc này bọn họ cũng ý thức được trong lũ ma cà rồng chắc chắn là có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nhìn phương hướng của trạm xe, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được mục đích thật sự của ma cà rồng thực ra là đi tới thành phố chính. Ở đó chịu ô nhiễm trong thời gian dài, mặt trời đã không thể chiếu được vào nữa. Một khi đại quân ma cà rồng đi tới, loài người sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Thế là, ba người vội vàng lên kế hoạch, Priestess sẽ lái xe tới phía trước tàu hỏa để đặt bom. Brit và cảnh sát lên tàu hỏa nghiên cứu Lucy, kế hoạch đã nhanh chóng được bắt đầu. Người phụ nữ không ngừng xông lên, sau khi đặt xong bom, lại phát hiện vài tên ngụy quân đang lao tới. Đối mặt với sự bao vây, đôi tay của Priestess chắp lại. Vào lúc ngụy quân sắp tới, cô tung cước, giải quyết hắn ta. Sau đó khuỵu lưng xuống để cầm dao, lại giải quyết một tên nữa. Còn vài tên còn lại, cô cầm vũ khí độc nhất của mình, dễ dàng giải quyết được. Nhưng quay đầu lại nhìn, bom đã bị gỡ. Nhìn mô tô bên cạnh, trong lòng đã có một kế hoạch. Một bên khác, Brit vừa lên xe đã gặp phải ma cà rồng. Hai chiến hữu tốt ngày trước, lúc này đã ra tay với nhau. Điều khác với ngày trước là thực lực của chiến hữu lại nâng cao lên rất nhiều lần. Brit hiển nhiên là đang ở thế yếu, sau vài chiêu liền bị đá xuống tàu hỏa. Nhưng thực ra Brit chưa chết, anh lại chui vào trong tàu hỏa, chuẩn bị nghênh cứu Lucy với cảnh sát. Đáng tiếc là hành động của đối phương đã nhanh hơn một bước. Chiến hữu nhảy từ trên xuống, đạp cảnh sát xuống tàu hỏa, sau đó liền ghim Brit lên tường. Làm xong tất cả những điều này, anh ta tóm lấy Lucy và lao lên nóc xe, chuẩn bị đồng hóa Lucy. Nhưng vào đúng lúc anh ta sắp đạt được mục đích, một con dao găm hình thập giá đã bay tới. Là Brit, anh lao tới cứu con gái đang rơi xuống. Thời khắc quan trọng, Priestess lái mô tô chứa đầy bom, xông tới đoàn tàu này. Trong chớp mắt, tàu hỏa đã tan tành, tất cả ma cà rồng đều bị mặt trời thiêu thành tro bụi. Trong đống hoang tàn, Brit ôm lấy con gái một cách thương chiều, cảnh sát đi tới cũng được ôm mỹ nữ. Cuối phim, Brit mang đầu của một ma cà rồng tới giáo hội của thành phố chính. Anh tuyên bố rằng đối phương sẽ còn quay lại, còn nhớ nữ hoàng ma cà rồng ấy không? Nó không hề ở trên xe, trận chiến lớn hơn còn ở phía sau.